Series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 28. Có thể mọi người đã nghe nhiều về việc ủ rượu vang trong các thùng gỗ sồi thông thường để cho ra nhiều hương vị trái cây và gia vị quen thuộc. Nhưng nếu ủ rượu trong thùng sồi từng ủ whisky thì sao? Nó có thực sự tạo ra một phong cách rượu mới? Thùng sồi thông thường và thùng sồi từng ủ whisky đều được làm từ gỗ sồi và có thiết kế khá giống nhau. Duy chỉ có điểm khác nhau là ở chỗ bề mặt bên trong của chúng. Bên trong thùng gỗ sồi thông thường sẽ được đốt nóng bằng lửa ở mức độ từ nhẹ đến trung bình hoặc lớn hơn, nhưng gỗ sẽ không bị cháy. Góp phần làm cho rượu được ủ gợi nhớ đến các nốt hương như vani, cà phê và hạt giang. Ngược lại, bên trong của các thùng sồi từng ủ whisky thường được đốt cho giòn, ở mức độ mạnh hơn. Bạn có thể mong đợi chúng sẽ cho ra những chai vang có xu hướng đậm, hương thơm như bánh mì bị nướng cháy và vani. Nếu bạn muốn cảm nhận chân thực hơn thì có thể chọn Basel Bomber Robertati Cabernet Sauvignon, một chai vang từ giống nho Cabernet của khu vực Paso Robles, California và một ít Malbec, Petit Verdot. Nho được thu hoạch ở độ chín tối ưu, lên men trong thùng thép không gỉ, ủ trong 12 tháng kết hợp với thùng gỗ sồi Pháp và Mỹ. Sau đó rượu được ủ thêm 90 ngày trong các thùng sồi ngâm whisky vùng Kentucky. Sự pha trộn cuối cùng thể hiện hương vị khá đậm và phong phú của trái cây chín, vani, cam thảo và gỗ sồi whisky.